Chào các bạn đến với chương trình học hành chính nhân thực cùng với Helen. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề liên quan đến ngày phép các bạn nhé. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ phân tích những cái điểm liên quan đến ngày phép trong cái nghị định 145 năm 2020 NĐ-CP của chính phủ. Cái nghị định này thì nó ra đời từ ngày 14 tháng 12 của năm 2020 và nó có hiệu lực áp dụng từ ngày 1 tháng 2 của năm 2021. Có nghĩa là nó đã ra đời và nó được áp dụng cách đây 7 tháng rồi, đúng không? Tuy nhiên thì mình tin rằng là sẽ có một số bạn thì có thể chưa đọc, hoặc là các bạn đọc mà nhưng mà cũng chưa có hiểu kỹ những cái nội dung trong cái nghị định này liên quan đến ngày phép. Vậy thì cái chủ đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến những cái chủ đề liên quan đến ngày phép trong cái nghị định này các bạn nhé. Và đồng thời với đó thì chúng ta sẽ phân tích ra những cái điểm thay đổi liên quan đến ngày phép mà được thể hiện trong cái nghị định 145 này các bạn nhé. Ok, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu các bạn nhé. Liên quan đến ngày phép được thể hiện trong cái nghị định 145 năm 2020 thì chúng ta có thể phân tích từ cái điều 65, là cái điều mà liên quan đến điều 65, thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động. Khi mà nói về cái điểm mới thì điều 65 này không có điểm mới các bạn nhé. Có nghĩa là trong những cái nghị định và trong những cái thông tư trước đó, đó là cái nghị định 05 năm 2020, chúng ta đã 05 thì chúng ta cũng đã có cái nội dung liên quan đến cái thời gian được coi là cái thời gian làm việc để tính ngày phép hàng năm rồi, đúng không ạ? Vậy thì thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động. Thứ nhất, đó là thời gian học nghề và tập nghề theo quy định. Thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết hợp đồng hết thời gian thử việc. Vậy thì đối với cái ý này các bạn nhé, đối với cái ý này thì các bạn sẽ thấy một cái thực tế ở bên ngoài, đó là trong thời gian thử việc người lao động sẽ không được nghỉ phép. Tuy nhiên khi hết thời gian thử việc, ký hợp đồng lao động chính thức thì người lao động sẽ được bắt đếp, tức là người lao động sẽ được tính lại cái ngày phép bao gồm cả cái thời gian thử việc đó nữa, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ một cách dễ hiểu như sau. Người lao động vào công ty tháng 9 của năm 2021, ví dụ vào ngày mùng 1 tháng 9 của năm 2021. Vậy thì sau khi vào công ty, người lao động sẽ thử việc 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 10. Nếu như chúng ta tính số ngày phép thì trong năm người lao động sẽ được số ngày phép của gì ạ? Tháng 9, 10, 11 và 12 có 4 ngày phép. Tức là mặc dù trong thời gian thử việc là tháng 9 và tháng 10, người lao động sẽ không được nghỉ phép. Tuy nhiên thì hết tháng 9 và tháng 10, người lao động ký hợp đồng lao động thì số phép được tính trong năm sẽ được tách lại từ cái thời điểm người lao động vào công ty, đó là tháng 9, 10, 11, 12 có 4 tháng, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái quan điểm này thì chúng ta cũng sẽ hiểu được là tại sao người lao động được bắt đếp cái thời gian trong thời gian thử việc nó là như vậy. Ở bên ngoài thì có một số công ty các bạn nhé, có một số công ty người ta nói là gì ạ? Công ty của chúng tôi không bắt đếp lại số ngày phép trong thời gian thử việc, bởi vì là chúng tôi hiểu là bao giờ cái hợp đồng thử việc nó phải gộp chung với hợp đồng lao động thì mới bắt đếp, còn nếu mà chúng tôi tách riêng cái hợp đồng thử việc với hợp đồng lao động thì chúng tôi không có bắt đếp lại ngày phép. Thì với quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy cái cách hiểu như vậy là cái cách hiểu mà nó không đúng với cái tinh thần của luật. Bởi vì luật đang đề ra ở đây để bảo vệ quyền lợi của người lao động, đúng không ạ? Người ta nói là gì ạ? Người ta nói là cái thời gian làm việc nếu như người lao động tiếp tục làm việc cho công ty sau khi hết thời gian thử việc. Vậy thì cho dù các bạn có tách cái hợp đồng thử việc hay là các bạn có thể hay các bạn gộp chung với cái hợp đồng lao động và có bao gồm cái thời gian thử việc ấy, thì bản chất nó cũng sẽ là giống nhau, đúng không ạ? Vậy thì theo mình, để cho nó đúng theo cái tinh thần của luật thì chúng ta nên tư vấn cho sếp để bách lại hai cái ngày thử việc, hai cái ngày phép trong thời gian thử việc cho người lao động các bạn nhé. Rồi tiếp theo nữa là thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định khoản 1 điều 115 của bộ luật lao động. Cái điều 115 của bộ luật lao động ở đây đó là bộ luật lao động mới, bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 các bạn nhé. Cái thời gian nghỉ việc riêng ví dụ như là bạn thân cưới, đúng không ạ, nghỉ cưới hỏi, nghỉ tăng chế đấy, nghỉ cưới hỏi bản thân và nghỉ tăng chế của những cái người thân ở trong gia đình. Rồi
Tiếp theo nữa là nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhưng các bạn lưu ý là đối với cái thời gian nghỉ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ ốm đau cộng dồn không quá 2 tháng trong một năm. Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Ví dụ như là có một chị nào chỉ nghỉ thai sản 6 tháng. Thì ví dụ trong một năm mà chỉ nghỉ thai sản 6 tháng thì các bạn nhớ là vẫn tính phép đủ 12 ngày cho chị này các bạn nhé. Nếu như người ta làm tròn năm. Mình là ví dụ như là từ tháng 1 đến tháng 6 người lao động nghỉ sinh, bắt đầu đi làm từ tháng 7 đến tháng 12. Vậy thì số phép trong năm của chị này sẽ là 12 ngày chứ không phải là 6 ngày các bạn nhé. Thì đối với cái chế độ thai sản thì các bạn cũng lưu ý. Có một số bạn hỏi là người lao động nghỉ việc 6 tháng, nghỉ thai sản 6 tháng như vậy thì có phải tính phép cho người ta không? Thì câu trả lời là luật bắt buộc phải tính các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nữa là thời gian thực hiện các cái nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính vào cái thời gian làm việc, ví dụ như là cái thời gian mà thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công đoàn. Hiện nay thì cái tổ chức đại diện cho người lao động tại công ty thì chúng ta thấy là có tổ chức công đoàn, đúng không ạ? Vậy thì cái trường hợp này cũng sẽ là ít gặp, nhưng mà nếu mà có thì chúng ta cũng lưu ý là nó cũng được tính vào cái thời gian là thực hiện ngày phép. Thời gian ngừng việc, nghỉ việc không phải do lỗi của người lao động. Vậy thì ví dụ trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này mà các bạn áp dụng cái việc ngừng việc đối với người lao động thì cái thời gian ngừng việc đó các bạn cũng sẽ phải tính phép cho người ta. Ok. Thời gian nghỉ vì đình chỉ công việc nhưng sau đó kết luận là không vi phạm hoặc không bị xử lý kỷ luật lao động. Ví dụ có đồng chí nào đó bị tạm dừng, đình chỉ công tác, tạm đình chỉ công việc để điều tra xem là có bị vi phạm, có bị liên quan đến kỷ luật lao động không. Tuy nhiên thì sau đó thì kết luận là không. Vậy thì các bạn vẫn phải tính phép cho người ta trong cái thời gian người ta nghỉ chờ đó các bạn nhé. Rồi, tiếp theo nữa thì quy định liên quan đến cách tính ngày phép năm trong một số trường hợp đặc biệt. Vậy thì cái điểm lưu ý đầu tiên nó là gì ạ? Số ngày phép năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định. Tức là cái điểm đầu lưu ý đầu tiên đó là cái trường hợp mà người lao động làm chưa tròn năm, ví dụ như người ta vào công ty vào thời điểm giữa năm, vào công ty vào 21 tháng 9 ngày hôm nay là thời điểm giữa năm, đúng không ạ? Hoặc là người lao động nghỉ việc giữa năm, người lao động nghỉ việc vào ngày 21 tháng 9 thì cũng sẽ là cái sẽ được tính, sẽ được coi là cái trường hợp mà là làm việc chưa đủ 12 tháng. Vậy thì số ngày nghỉ phép hàng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định thì sẽ được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày nghỉ tăng thêm do thâm niên nếu có. Vậy thì các bạn đọc cái ý này các bạn sẽ hiểu là gì ạ? Ví dụ như là người lao động làm việc tại công ty của chúng ta năm này là năm thứ 6 rồi và người ta bây giờ người ta nghỉ việc. Vậy thì các bạn sẽ lấy là gì ạ? 12 ngày là số ngày nghỉ full năm cộng thêm 1 ngày nghỉ tăng thêm, đúng không ạ? Chia cho 12 tháng. Ok, ví dụ chúng ta sẽ lấy là 13 ngày chia cho 12 tháng nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính ra số ngày nghỉ hàng năm. Vậy thì liên quan đến cái việc số ngày nghỉ phép năm tính cho những cái đối tượng mà làm chưa đủ 12 tháng thì khi mà chúng ta tính chúng ta có thể lấy theo một cái ý nữa, đó là một cái ý trong cái điều 7 của cái nghị định 45 năm 2013 các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn lên màn hình rồi thì các bạn sẽ thấy cái nghị định 145 nghị định 45 năm 2013, cái nghị định quy định chi tiết về một số điều luật của Bộ luật Lao động liên quan đến thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Thì trong đây chúng ta có cái điều 7 đó là cách tính số ngày nghỉ hàng năm đối với những cái trường hợp không làm tròn năm. Vậy thì các bạn hiểu là chúng ta có cái nghị định 145 mới nhưng không có nghĩa là tất cả những cái nội dung ở trong những cái nghị định trước đó đã bị bác bỏ, đúng không ạ? Tức là về các bạn nếu như hai cái nội dung mà nó cùng chủ đề thì chúng ta sẽ lấy theo cái mới, còn nếu như cái mới mà nó chưa có thì chúng ta vẫn có thể áp dụng theo cái cũ. Vậy thì cái nội dung mà tính làm tròn ở đây thì trong cái nghị định 145 nó không có đề cập, do đó thì chúng ta vẫn có thể áp dụng theo cái nghị định 45 này. Vậy thì điều 7 của nghị định 45 năm 2013 có quy định như sau: số ngày nghỉ hàng năm số ngày nghỉ hàng năm sẽ được tính như sau: lấy ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày nghỉ tăng thêm nếu có, chia cho 12 nhân với số tháng làm việc, và kết quả sẽ được làm tròn như sau: kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn bằng 0,5 thì làm tròn lên một đơn vị. Vậy thì các bạn sẽ hiểu là ví dụ như là
không, chúng ta cộng từ nhân chia ra, chúng ta ra kết quả là 0,6 và 0,7. Thì 0,6, 0,7 đó luật người ta hướng dẫn là sẽ làm tròn lên một đơn vị. Vậy thì có một số bạn sẽ hỏi là vậy thì nhỏ hơn 0,5 thì có được làm tròn xuống không, đúng không? Ví dụ như là chia ra là được 0,2, 0,3 thì có được làm tròn xuống không? Vậy thì câu trả lời là luật không quy định. Vậy thì không quy định thì doanh nghiệp có thể là gì ạ? 0,2, 0,3 làm tròn xuống thành 0, hoặc là 0,2, 0,3 lại làm tròn lên thành 0,5, đúng không ạ? Thì đấy là cái do cái cách chúng ta vận hành tại từng cái doanh nghiệp thôi. Còn cái luật thì người ta không có quy định về cái trường hợp là nhỏ hơn 0,5 thì sẽ làm tròn lệ, sẽ làm tròn xuống 0 hay là làm tròn thành 0,5 các bạn nhé. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng mà nếu tổng số ngày làm việc có hưởng lương chiếm từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng thì sẽ được làm tròn thành một tháng để tính số ngày nghỉ hàng năm. Vậy thì đây cũng là một cái nội dung mới khi mà người ta có nói về cái việc là số ngày làm việc và số ngày có hưởng lương bao gồm lễ nghỉ, lễ Tết, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng chiếm từ 50% trở lên thì sẽ được tính là một ngày trong tháng đó. Thì cái nội dung này cũng là một cái nội dung mới các bạn nhé. Các bạn có thể áp dụng cho những cái trường hợp người lao động là gì ạ? Nghỉ không lương, hoặc là người lao động là nghỉ tạm hoãn hợp đồng, đúng không ạ? Theo như những cái trường hợp mà chúng ta có nói ở trên này. Rồi, toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị được tính là thời gian làm việc ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên. Cái nội dung này thì áp dụng cho những cái người lao động mà người ta làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là tiền thanh toán tiền tàu xe, thanh toán tiền lương của những cái ngày nghỉ hàng năm bắt buộc phải thanh toán. Vậy thì trong cái điểm này chúng ta có là gì ạ? Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động ngày nghỉ lễ Tết, nghỉ hàng năm. Các bạn nhé, chúng ta sẽ bôi màu lên một chút để chúng ta dễ nhìn. Tiền lương làm căn cứ để trả những cái ngày nghỉ hàng năm mà chưa nghỉ là tiền lương theo hợp đồng lao động, là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ có việc riêng. Vậy thì đây, tiền lương, tức là cái này chúng ta đang hiểu là thanh toán. Ví dụ như là người lao động vẫn đang còn làm việc tại công ty, đúng không ạ? Ví dụ như là người ta vẫn đang còn làm việc và người ta nghỉ phép năm ấy, thì người ta cái điểm này là người ta đang hướng dẫn là vậy thì nghỉ phép năm thì sẽ được tính như thế nào. Thì luật có hướng dẫn là sẽ lấy tiền lương của cái thời điểm mà người lao động nghỉ. Ví dụ như là người lao động nghỉ phép trong tháng 9 thì chúng ta sẽ lấy lương của tháng 9 để chúng ta tính ra cái tiền nghỉ phép cho người ta, đúng không ạ? Nghỉ ở đây các bạn hiểu là nghỉ là nghỉ phép, chứ không phải nghỉ việc đâu các bạn nhé. Không phải là nghỉ việc đâu mà người ta đang làm việc và người ta nghỉ phép thôi, đúng không ạ? Nghỉ phép năm thôi. Còn cái trường hợp này là những cái trường hợp mà thanh toán tiền phép cho những cái đối tượng nghỉ việc các bạn này. Tiền thanh toán làm căn cứ trả cho những ngày nghỉ hàng năm chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết theo quy định điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương, các bạn đọc nhé, là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng liền kề tháng người lao động thôi việc và bị mất việc làm. Vậy thì đây là một cái điểm mới các bạn nhé, đây là một cái điểm mới được quy định tại cái nghị định 145 này. Theo đó thì chúng ta hiểu là gì ạ? Nếu người lao động nghỉ việc, thôi việc mà chưa có nghỉ hết phép hoặc là chưa có dùng hết phép thì công ty sẽ phải thanh toán tiền lương, thanh toán tiền nghỉ phép. Và cái tiền nghỉ phép đó thì sẽ được thanh toán dựa trên cái lương của tháng trước liền kề trước cái tháng mà người lao động thôi việc. Vậy thì trong cái nghị định này người ta nói là lương của tháng trước liền kề. Còn quy định trước đây được quy định tại điều nào đây ạ? Được quy định tại cái quy định trước đây thì được quy định tại cái điều 26 của cái nghị định 05 năm 2015. Đây, chúng ta sẽ mở cái nghị định 05 năm 2015 điều 26 các bạn nhé. Điều 26 này người ta có nói về gì ạ? Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những cái ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc nghỉ hết chưa hết là được quy định như sau. Đối với người lao động làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tính tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề
Còn tiền lương của những cái người mà dưới 6 tháng thì sẽ là tiền lương bình quân của những cái tháng người của toàn bộ quá trình làm việc. Vậy thì chúng ta hiểu là đối với quy định trước đây tại cái nghị định 05 thì người ta có quy định tiền lương làm căn cứ để tính phép năm mà chưa nghỉ hết là tiền lương của 6 tháng bình quân trước khi nghỉ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái nghị định 145 thì người ta lại nói là người ta không lấy tiền lương của tiền lương trung bình của 6 tháng nữa, mà người ta lại lấy tiền lương của tháng liền kề trước, đúng không ạ? Tiền lương của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc, đúng không ạ? Thì đấy là cái quy định mới liên quan đến chủ đề căn cứ lương để thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ trong cái nghị định 145. Đấy là quy định của luật các bạn nhé. Còn trong thực tế vận hành thì các doanh nghiệp người ta hay tính hay nói cách khác là các doanh nghiệp người ta hay lấy tiền lương căn cứ là tiền lương căn cứ của tháng nào. Thì theo như mình được biết thì người ta sẽ lấy căn cứ tiền lương của chính tháng người lao động nghỉ việc luôn. Mình lấy ví dụ như là người lao động nghỉ việc vào ngày 21 của tháng 9 thì khi mà tính cái final payment, tức là khi mà tính cái khoản những khoản thanh toán cuối cùng, thì doanh nghiệp người ta sẽ có xu hướng người ta lấy cái tiền lương của chính cái tháng 9 này để người ta thanh toán luôn. Vậy thì hỏi là luật quy định là lấy tháng liền kề mà doanh nghiệp lại lấy chính cái tháng đó thì có sai luật không? Thì câu trả lời là gì ạ? 99,9% là không sai luật. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì các bạn hiểu là gì? Người lao động đi làm thì người ta có xu hướng là được tăng lương, đúng không ạ? Mà một khi mà được tăng lương thì lương của tháng trước thì bao giờ cũng thấp hơn lương của tháng này. Hay là nói khác là lương của tháng hiện tại thì sẽ có xu hướng 99,9% là cao hơn lương của tháng trước đó, đúng không? Vậy thì 99% là đúng luật, bởi vì 99,9% trường hợp là lương của tháng 9 sẽ cao hơn lương của tháng 8. Nhưng có 1% còn lại là sẽ là sai luật nếu như người lao động bị giảm lương, đúng không ạ? Người lao động bị giảm lương, ví dụ người ta bị điều chuyển sang làm cái công việc mới mà bị giảm lương, hoặc là người ta áp dụng lương ngừng việc chẳng hạn, đúng không? Thì đấy là những cái đấy là 1% rủi ro. Vậy thì để hạn chế rủi ro thì khi mà các bạn thanh toán, các bạn có thể áp dụng là lấy lương của cái tháng hiện tại đó. Còn khi mà những người lao động có cái sự giảm lương hoặc là lương ngừng việc thì các bạn lại cần phải đưa người ta. Vậy thì cách làm chắc chắn là các bạn sẽ lấy lương của tháng liền kề các bạn nhé. Còn trường hợp mà các bạn muốn làm thuận tiện lấy chính lương của tháng này thì các bạn sẽ cần phải xem xét xem là người ta có bị giảm lương hay là không, đúng không ạ? Ok, các bạn ơi, trên đây mình và các bạn vừa cùng nghe nhau tìm hiểu những cái điểm mới liên quan đến ngày phép ngày nghỉ hàng năm được quy định trong cái nghị định 145 năm 2020 các bạn nhé. Mình hy vọng rằng cái video này của mình sẽ giúp ích được các bạn trong công việc là của mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.